Gầy yếu đã quá à. Khó tăng cân. Cao lên tí nữa đi nhé. Để sau cuộc đời vào bế tắc. Ý tao là vậy nè. Cả bầu trời như sụp đổ. Tương lai mịt mù. Bao khát khao hoài bão sẽ như một giấc mộng không tên, không bao giờ đến. Có bao giờ bạn bị ức hiếp, bắt nạt? À mày, tao chưa đánh mày mà mày đã khai rồi phải không? Thất bại trong sự nghiệp. Cái gì mà cái thằng mày như vậy? Mày là thằng trời đánh đi. Suy sụp trong tình yêu. Anh xin lỗi. Gục ngã giữa cuộc đời. Và ánh mắt hoài nghi của xã hội. Chỉ vì một chữ gầy. Vậy nên thoát gầy, một sứ mệnh chẳng nói ra nhưng cơ bắp cuộc đời là phải có. Thấy Hình Online trân trọng giới thiệu bộ phim xã hội hành động Gamer Thoát Gầy, một nửa sự thật cuộc đời của Duy Nguyễn, được tái hiện trong quá khứ lẫn hiện tại. Từ những gian nan thử thách đã tôi luyện ý chí bất tử của Gamer hiện đại. Lì lợm, ngoan cường, không gục ngã và đầy bản lĩnh. Thoát Gầy lấy lại lòng tin của mẹ cha, hào hiệp trượng nghĩa giữa cuộc đời, đủ tầm vóc che chở cho gia nhân cả về kinh tế lẫn tinh thần, để lúc đó bạn có thể định nghĩa cuộc sống theo cách của mình. Triết lý ghim dành cho cuộc sống mãi là khúc trường ca đầy mạnh mẽ và ngạo nghễ cho những thanh niên gamer có khát vọng đổi đời. Duy Nguyễn đã thoát gầy thành công, còn bạn thì sao? Sẽ thất bại nếu không đổi thay.